Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Video hôm nay á thì không có nấu ăn, không có quay cảnh sinh hoạt, chỉ có một mình em đây thôi. Và hôm nay thì em gửi lời tâm sự đến với cả nhà mình ha. Thì đầu tiên thì em cũng trả lời một ít thắc mắc của ông bà cô chú anh chị ở trên kênh em. Thì hôm bữa thì cũng có người nói là xem video của Tiểu Hồ á thì thấy rất là lạc quan, với lại là cảm giác là rất là nhẹ nhàng. Thì có thể là có người nói là do cái tính của em rất là lạc quan và hồn nhiên á, cho nên là cái video của em cũng mang đến năng lượng tích cực hơn. Thì cũng có người góp ý nói là có thể là do cuộc sống á, của Tiểu Hồ không có bị áp lực, gia đình nhà chồng giàu, cho nên là Tiểu Hồ không có bị áp lực về kinh tế, thành ra là em ấy mới có thể vui vẻ đồ này kia. Thì em cũng có chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình nhà chồng em á, thì rất là nhiều video trước rồi. Thì nếu mà là ông bà cô chú đã từng xem kênh của em rất là lâu và không có bỏ sót một video nào á, thì cả nhà cũng hiểu được em, hoàn cảnh của em như thế nào và những cái lời em tâm sự. Nhưng mà gần đây thì kênh của em phát triển cũng khá là nhanh. Thì hiện tại á, thì hôm nay thì em được lãnh lương tháng thứ 2 đúng không? Nhưng mà kênh của em được lượt đăng ký theo dõi cũng đã được trên 13.000 người rồi. Cho nên là cũng khá là nhiều ông bà cô chú hoặc là anh chị mới biết đến kênh em. Cho nên thì vẫn chưa có biết hoàn cảnh gia đình bên nhà chồng em. Và có người thấy á, là nhà em á, thì gắn cái lá cờ Tổ quốc á, ở trên trước nhà. Thì cũng có người bình luận nói là nhà Tiểu Hồ á, thì ông bà già, ba mẹ chồng em á, ngày xưa làm trong chính phủ, làm cán bộ, thì cho nên bây giờ mới có lương hưu rồi mới gắn cái cờ như vậy. Nhưng mà thực chất ra thì ngay cái khu vực ở chỗ em á, thì mấy cái căn nhà mà thấp thì đa số người ta gắn cờ cũng rất là nhiều. Nó kiểu như là dạng phong thủy á, tại vì cái này thì mẹ chồng em kêu em đừng có nói, nhưng mà em thấy thì cũng bình thường cho nên là em cũng nói chứ không có sao. Mấy người hàng xóm á, thì cả nhà thấy á, thì mấy ngôi nhà sát bên hông nhà em hoặc là bên trái bên phải gì đó, thì người ta xây nhà dạng nhà mới, thì nhà rất là cao và vượt hơn cái nhà em lên cả nửa nhà luôn, nhìn rất là cao. Và nhà của em á lại bị chìm xuống rất là thấp như vậy, thì về phong thủy thì nó cũng không có tốt. Cho nên thì cái cờ đó là anh hai là người gắn lên ha. Anh hai nói là gắn cái cờ đó rồi kéo cái cờ cao lên hơn cái nóc nhà để cho cái phong thủy của mình nó không có bị thấp xuống, và gia đình á làm ăn nó sẽ dễ hơn và không có bị mấy cái phong thủy chỗ khác nhấn chìm xuống. Cho nên là anh hai mới gắn cái cờ đó. Và nhà em á thì ba mẹ chồng em á ngày xưa là làm nông ha. Ngày xưa thiệt sự là rất là khổ luôn, chứ không phải là bây giờ mà muốn ăn cái gì thì còn mua được. Thì mẹ chồng em có kể cho em á, là nói là lúc mà mẹ hai mấy tuổi mới gặp ba á, thì hai vợ chồng lúc đó kiểu như là ba đi làm nông á, thì kiếm một tháng á, không kiếm được tầm khoảng 7 tệ đến 8 tệ thôi, chứ không có hơn đâu ha. A xã ấy kể thì lúc nhỏ ba mẹ trồng rau ở trước nhà đó, nhưng mà thấy ba mẹ đi vắng thì lén hái trái cà chua ăn. Thấy lúc đó trời cà chua gì đâu mà nó thơm ngon, nhưng mà ăn lén xong thì về tới nhà ba mẹ thấy mất trái cà chua thì lại chửi. Tại vì lúc đó trồng rau này kia ra nhiều, nhưng mà tại vì gia đình ba mẹ phải lo cho hai đứa đi học đồ này kia, không có tiền đồ này kia chi tiêu rất là khó khăn á, cho nên là trồng rau ra nhưng mà không dám ăn, phải để dành bán. Mãi đến khi mà sau này hai mấy tuổi học xong á, thì nhà vẫn còn rất là nghèo. Đó là lý do tại sao mà bây giờ anh hai rất là yêu thương và bao bọc A Sải. Tại vì em nghĩ có thể là do anh hai nghĩ là lúc xưa là hai anh em cùng nhau rất là nghèo khổ, cho nên bây giờ khi mà anh hai làm ăn có thì anh hai luôn biết thương và quan tâm đến A Sải. Thì ngày xưa ở chỗ nông thôn ở chỗ em, sao kiểu như là nhà nước cần thúc đẩy nông nghiệp đồ này kia, cho nên là khi mà khu vực ở chỗ em nè, thì người dân ở trong thôn của em, rồi người dân ở khu vực thành phố Bàn Cẩm này, người ta đã kiểu như là làm ruộng, làm nông, làm lúa đồ này kia, phụ giúp chính phủ làm, thì cái lương rất là thấp. Thì lúc đó kiểu như là một tháng chỉ kiếm được có 7 tệ, 8 tệ thôi đó, nhưng mà ba mẹ chồng em vẫn làm. Có rất là nhiều người ta không có làm, nhưng mà nhà em thì ba mẹ vẫn làm, phụ giúp chính phủ trồng ruộng, trồng lúa này kia. Thì sau này khi mà
nhà nước có chính sách giúp đỡ cho những cái người dân mà ngày xưa á, là có công đóng góp cho nông nghiệp của đất nước đó, thì người ta mới bắt đầu phát lương hưu. Thành ra thì ngay cái khu vực thành phố Bàn Cẩm ở chỗ em á, thì có nhiều người có lương hưu là như vậy. Còn đi ra cái thôn ở phía trước hoặc là đi ra cái thôn ở nhà dì hai em á, thì thôn bên đó thì thuộc thành phố Cẩm Châu Quảng, thì không có lương hưu. Thành ra thì mấy cái thôn đó và kiểu như nông dân bên đó thì người ta buộc phải đi làm, kiếm tiền, kiểu như 80-90 tuổi thì người ta vẫn phải lao động. Không muốn con cái khổ, không muốn làm gánh nặng cho con cái thì người ta buộc vẫn phải lao động. Hầu như là ba mẹ chồng em ấy thì khổ cũng phải nói là tới cuối đời người luôn rồi đó. Thì cũng mới được sướng được tầm khoảng 4-5 năm nay thôi. Thì sau khi mà được nhà nước cấp cho cái lương hưu ngày xưa làm nông nghiệp đó, thì bây giờ ba mẹ mới bắt đầu có tiền. Mà cái này lương hưu này thì thời điểm đầu tiên hình như là chỉ phát một tháng là được 100 tệ. Rồi mẹ nói thì nó sẽ tăng lên theo từng tháng hoặc là từng năm gì đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ngày hôm qua là ngày 21, thì ba chồng em đi lãnh lương hưu thì nghe mẹ nói là được khoảng 4.000 mấy, gần 5.000 tệ là hai vợ chồng, tiền lương hưu của hai vợ chồng cộng lại luôn. Của ba nhiều hơn ha. Như mấy tháng trước em hỏi thì lúc đó ba được 2.000, 2.400, còn mẹ được tầm khoảng 2.100, 2.200 gì đó. Nhưng bây giờ hai người tăng lên được thêm một chút nữa, cho nên là gần được 5.000, là tính qua được tầm khoảng 17 triệu, cho tầm khoảng 17 triệu tiền Việt một tháng đi, là hai vợ chồng, tiền lương hưu hai vợ chồng. Lương hưu này thì nhà nước sẽ cấp cho tới khi mà ba mẹ chồng em mất luôn. Cho nên đó là nhờ cái tiền lương hưu này mà bây giờ ba mẹ chồng em và rất là nhiều người dân ở khu vực thành phố Bàn Cẩm này, người ta không có phải vất vả và người ta mới kiểu như là được thong thả cái tuổi về già. Cho nên mình mới có thể thấy được là người ta ra trước nhà, người ta ngồi, người ta chơi bài, hoặc là người ta đi vòng vòng trong thôn chơi á, thì nhìn cuộc sống nó rất là khỏe. Lúc mà chồng em còn nhỏ thì lúc đó chồng em còn đi học, gần học cấp 3 á, thì lúc đó trong thôn của em có người đi coi bói, thì người ta lúc đó thì ba của em, ba chồng em mới mời người ta vào nhà ăn cơm, ở lại ăn cơm bữa. Thì người ta mới nói là tại vì ba của em mời ăn cơm cho nên là người ta mới xem giúp lại cho ba chồng em một quẻ bói. Và người ta nói ba chồng em á, thì sau này á, thì có một đứa con trai cũng đi xa. Chồng em lúc đó nghĩ á, thì nói là nếu mà đi xa thì sẽ ở trong vòng vòng trong Trung Quốc thôi, tại vì đất nước Trung Quốc thì quá là rộng luôn ha. Cho nên là nếu mà đi qua bất cứ cái tỉnh nào khác thì cũng đã là đi xa rồi. Nhưng mà mãi đến khi lớn thì chồng em mới bất ngờ đi về Việt Nam ở tới 8 năm. Đó, nhưng mà người ta coi á, thì người ta lại nói ba chồng em á, là về già á, thì sẽ ở với lại con trai nhỏ, kiểu như là ở với lại con trai út, sẽ ở chung với lại con dâu, và con trai út là người báo hiếu và lo cho ba. Thì cả nhà mình cũng thấy á, thì như hoàn cảnh của ba mẹ chồng em bây giờ nè, nếu như mà chồng em mà cưới một người con gái Trung Quốc thì em nghĩ là cái lời bói này sẽ không có linh nghiệm, tại vì á, con gái Trung Quốc nó sẽ không có làm dâu và chăm sóc ba mẹ chồng đâu, rất là ít. Và cho dù có làm dâu thì cũng là ba mẹ chồng phải chiều chuộng nó thôi, chứ không phải là nó là người cung phụng ba mẹ chồng. Cho nên là như là ba mẹ chồng em có chồng em cưới em là người Việt Nam á, thì ở Việt Nam mình á, thì em thấy là cái vấn đề làm dâu á, thì nó quá là bình thường. Tại vì em thấy ở Việt Nam mình đa số cưới về thì cũng sống chung với ba mẹ rất là nhiều, cho nên cái chuyện mà sống chung với ba mẹ chồng hoặc là làm dâu á, thì đối với em nó rất là bình thường. Tư tưởng làm dâu của em không phải là bị áp lực quá hay là kiểu như khó sống chung với mẹ chồng hay này kia. Bản thân em khi mà đến đây nè thì em làm dâu á, thì em nghĩ là nếu mà bây giờ em ra em ở riêng ở chỗ khác á, thì mình nấu cái gì ngon mình ăn á, thì chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi. Thì mình nghĩ tới cái cảnh mà ba mẹ chồng bên kia á, thì không biết ăn gì, không lẽ ba mẹ ăn rau đồ này kia á, thì mình nghĩ mình cũng không có đành lòng. Cho nên chẳng thà là mình ở chung một nhà đi, xong rồi cái mình nấu cái gì ngon ra á, thì ông bà ăn chung với mình, thì hai ông bà già cũng chẳng ăn bao nhiêu hết trơn á, nên là ở chung luôn thì mình nấu ra mình sẽ tiện chăm sóc và báo hiếu cho ba mẹ chồng hơn. Nói đến đây thì cả nhà mình cũng nói là trời, con nhỏ này nó suy nghĩ cho ba mẹ chồng, không biết là ba mẹ ruột nó ở Việt Nam nó có lo hay không.
Ba mẹ ruột em ở Việt Nam thì em cũng lo đầy đủ cho ba mẹ em thời đó giờ, tại vì như cả nhà cũng biết thì chồng em bệnh, nhưng mà em thì luôn luôn cố gắng và kiểu như là làm một việc mà không đủ tiền thì em phải làm 2 đến 3 công việc em làm, em thức đêm thức hôm em làm để em kiếm ra tiền. Đó cho nên là em vẫn kiểu như là ở Việt Nam hoặc là em đi xa thì em vẫn luôn cố gắng và chu cấp lo đầy đủ cho ba mẹ em ở Việt Nam, để ba mẹ em á là kiểu như em không có ở gần để mà chăm sóc ăn uống này kia tinh thần, thì gửi tiền để cho ở nhà ba mẹ em cũng tự lo cho bản thân mình được thoải mái hơn. Em nói ra nè thì cả nhà mình cũng hiểu là hoàn cảnh của ba mẹ chồng em và trước đây và hiện tại như thế nào, chứ ba mẹ chồng em không phải là làm trong chính phủ đâu ha. Nếu mà làm trong chính phủ, trong nhà nước á, thì đâu có ai mà bây giờ còn đang ở nhà đất đâu ha. Nhà em á thì bây giờ kiểu như là dán cái miếng dán tường á, thì cả nhà mình thấy nè, còn ở trên là đóng cái miếng vải, cái miếng vải lợp ngang vậy đó, nhưng mà thực chất thì ở trên nó cũng giống y chang cái ngôi nhà mà em quay căn nhà mà 50 triệu một căn á của em họ mua á đó, nó cũng tựa như vậy thôi. Mình nhìn thấy dán tường lại rồi dán cái miếng ở trên thì mình nhìn thấy nhà nó kiểu như là nó sạch sẽ, nhưng mà thực chất ra là lột cái lớp dán tường ra thì nó là cái căn nhà đất ha. Đó thì có ai làm trong chính phủ mà kiểu như bây giờ ở nhà đất không, đúng không cả nhà? Và bây giờ thì quay về lại với vấn đề chính ngày hôm nay, thì em muốn chia sẻ đến cho cả nhà mình biết á, là lương YouTube của em á, thì tháng thứ hai này em lãnh được bao nhiêu. Thì đầu tiên á, thì em cũng muốn nói một chút để cả nhà mình hình dung được á, là YouTube sẽ tính lương như thế nào và mỗi tháng á, thì lương có giống nhau hay không. Thì lương YouTube á, thì mỗi tháng nó không có giống nhau ha. Nó sẽ tùy thuộc theo vào cái lượng tần suất ra video của mình và kiểu như là lượt xem của mình á, thì xuất hiện quảng cáo hay không. Cái lượt xem nào được xuất hiện quảng cáo thì mới được tính tiền, còn cái nào không có quảng cáo là xem như không có ha. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều kênh á, người ta đang bật kiếm tiền mà người ta bị phạm lỗi vi phạm cái này cái kia á, bị YouTube cấm và tắt quảng cáo á, thì cái kênh đó kiểu như là không kiếm ra được tiền. Đó là lý do tại sao. Cho nên là phải có quảng cáo thì mới có tiền. Tại vì YouTube thì nó hoạt động giống như là có ba bên vậy đó. Nó có một cái bên là công ty thành lập ra YouTube, và một cái bên á là cái người bán hàng, và một bên á là người sản xuất ra nội dung làm video. Cho nên á kiểu như là mình làm sao kiếm tiền được YouTube trong khi mình chỉ đăng video lên và mọi người xem video mà không có mua hàng gì hết trơn á, sao mình lại kiếm được tiền? Thì kiểu như là khi mà video của mình đăng lên nè, YouTube nó thấy là lượng view trong cái kênh của mình có rất là nhiều người xem, thì YouTube á nó sẽ cho mình xét duyệt bật kiếm tiền, và nó sẽ chèn quảng cáo vào cho mình. Thì quảng cáo sẽ tùy thuộc vào quảng cáo ở nước Mỹ, nước Nga hay là Nhật Bản hay là Việt Nam, sẽ tùy theo mỗi khu vực mà cái số tiền chi trả quảng cáo nó sẽ khác nhau. Và mình biết á, là tiền đô lúc nào nó cũng sẽ trị giá cao hơn là tiền Việt Nam hoặc là tiền mấy nước khác, đúng không? Cho nên á, là cái lượng người xem từ nước Mỹ, Hoa Kỳ lúc nào á, cũng kiếm được tiền nhiều hơn hết trơn á. Còn lượng được người xem ở Việt Nam mình sẽ ít. Những nhà bán hàng ở bên nước Mỹ, người ta thuê YouTube làm quảng cáo cho người ta, thì người ta chi trả tiền cho YouTube bằng tiền Mỹ, cho nên là khi mà YouTube trả cho mình thì cái tiền đó cũng là tiền Mỹ và nó sẽ có giá trị hơn. Còn nhà quảng cáo ở Việt Nam mình chi trả tiền cho YouTube á, nó cũng sẽ thấp, cái giá trị đồng tiền nó cũng sẽ thấp hơn và YouTube nó trả cho mình cũng sẽ thấp hơn. Giống như là tháng này á, thì cả nhà thấy em kiếm được tiền, nhưng tháng sau nếu em ngừng làm video và tháng sau nữa em cũng ngừng á, thì chắc chắn em sẽ không có lương. Tháng lương thứ hai này á, thì không có nói nhiều nữa ha, thì giờ chia sẻ luôn cho cả nhà mình. Tháng lương thứ hai á, thì em lãnh được á, là tổng duyệt ở trên số dư đầu kỳ á, là em được 1.342 đô. Nhưng mà sau khi mà trừ thuế thì em tính cái thuế của em bị trừ ra 221 đô, thì tính ra là mất hết 16%, mất hết 16% ha. Kiểu như lấy 1.342 mình trừ cho 16% là em sẽ ra được 1.121 đô, là em bị mất hết 221 đô.
Cho nên là tháng lương này của em á, thì hiện tại hôm nay là ngày 22, thì YouTube mới thông báo cho em á, là mới chuyển tiền cho em vào sáng nay thôi. Nhưng mà hiện tại thì bữa nay là thứ bảy và mai là chủ nhật, cho nên thì em vẫn chưa có được lãnh lương 1.121 đô này á. Không biết là hiện tại thì đổi ra được bao nhiêu đô, thì tại vì nếu mà được lãnh rồi thì em mới biết chính xác được, nhưng mà do là thứ hai mới được lãnh, cho nên là em tính ra nếu như mình quy đổi đô á, mà 1.000 đô được 23 triệu á, thì em sẽ lãnh được tầm khoảng 25.800.000, tầm đó thì mình cứ cho là khoảng 25 triệu đi ha. Thì tháng lương thứ hai trên kênh YouTube của em thì lãnh được 25 triệu ha cả nhà. Cái số tiền này tính ra thì cũng không phải là một số tiền nhỏ, nó cũng khá là lớn á. Tại vì em biết á, vào cái thời điểm mà bây giờ kinh tế kiểu như là do bị dịch đồ này kia, sau dịch này, thì bây giờ làm ăn kinh doanh hoặc là công việc á, thì cũng khá là nhiều người bị thất nghiệp. Và em cũng biết được á, thời điểm này cái số tiền này nó cũng khá là lớn chứ không phải nhỏ. Và em muốn gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú và rất rất là nhiều khán giả đang xem kênh của em. Cái kiểu như là cái lương YouTube này không phải là chỉ có một mình em là có thể làm ra được. Có sự trợ giúp của A Sải nè. A Sải là người phải đưa em đi quay ở chỗ này chỗ kia. Tại vì một mình em thì ở bên đất khách quê người, thì mình đi tới những cái chỗ xa lạ, một thân một mình con gái thì mình cũng không có dám đi quay. Mình cũng rất là sợ phải có chồng em đi kèm thì em mới có thể quay được những cái thước phim ở ngay cái tỉnh này tỉnh kia. Và ba mẹ chồng em thì em cũng phải cảm ơn rất là nhiều. Tại vì nếu không có ba mẹ chồng em thì cũng không tạo được một cái bầu không khí gia đình rất là ấm cúng như vậy. Có rất là nhiều sự góp sức của cả nhà, cả nhà yêu thương em, rồi xem quảng cáo giúp em thì em mới có thể được YouTube trả lương cao như vậy. Và cái tiền lương trên YouTube mà em kiếm ra được thì em cũng không có suy nghĩ mua cái gì thưởng cho bản thân hay là mua cái này cái kia phung phí. Tại vì em nghĩ là cái đồng tiền này đến từ sự giúp sức của rất là nhiều người. Thì trước tiên nếu như mà em chưa có một cái khả năng lớn để mà giúp đỡ lại được ai thì em cứ làm ra và giữ cái số tiền này lại thôi. Rồi tầm khoảng vài tháng nữa thì em định là sẽ dẫn A Sải đi lên trên bệnh viện Bắc Kinh để cho A Sải khám mắt lại một lần nữa, kiểm tra thử là cái hậu di chứng viêm màng não của A Sải bị hư một góc mắt á, bị đen một góc mắt như vậy nè, không có thấy đường nữa, thì bây giờ ở trên bệnh viện Bắc Kinh có điều trị được hay không. Nếu mà điều trị được thì em sẽ điều trị cho Sải. Còn nếu như mà trên bệnh viện Bắc Kinh mà người ta cũng bó tay thì tụi em sẽ chấp nhận như vậy. Thì ông trời lấy đi mình cái này nhưng mà sẽ bù lại cho mình cái khác. Thì ông trời lấy đi của A Sải cái con mắt nhưng mà bù lại cho A Sải là em, thì em có thể là con mắt thay thế cho A Sải, thì có thể hai đứa đồng hành cùng nhau trên chặng đường sắp tới phát triển kênh YouTube. Mà em nghĩ thì A Sải cũng khá là đen, khá là xui, nhưng mà gặp em và gia đình rất là yêu thương thì đó cũng là một sự may mắn của A Sải. Thì cũng có bình luận góp ý là nói Tiểu Hồ ơi xin một đứa bé đi, trời sinh voi sinh cỏ, hoặc là thời điểm này nếu như mà có thể sinh thì sinh đi, chứ lẽ sau này lớn tuổi thì không có sinh được. Hoặc là có rất là nhiều góp ý nói là ba mẹ chồng em hiện tại thì vẫn còn sức khỏe, có thể giúp em giữ được em bé, có thể phụ giúp em, cho nên là tranh thủ sinh đi. Thì em cũng chia sẻ lại luôn, tại không phải là em không muốn sinh vào thời điểm này, nhưng mà em nghĩ là con cái là trời cho, mà thời điểm này là A Sải là người đang bị bệnh không thể có con vào thời điểm này. Cho nên không phải là thời điểm này đẻ đi để thời điểm sau này bị bệnh không đẻ được, mà hiện tại A Sải đang bị bệnh luôn, cho nên không có đẻ được thời điểm này luôn. Thì nhỉ nó đau nó mà xiêu. Bỏ chua hành chinh thì chưa chơi gì bạn số gì này xiêu. Chinh thiên đờ của mình dỗ công chư đờ, nên chuang xiện đờ. Như quay dỗ ta cha, thấy của mình di chữ đâu phải của mình khang sư viện, ban mã của mình khang quảng cao. Tôi và mình cha rộng hứng hậu, số gì của mình sẽ dụ chưa có công chư đà. Nà nì dụ sinh ma hoa đà sẵn kể ta cha xô ma. Ủa số gì đà hoa? Nì nấn xô dê nã hoa chân hậu. Cảm ơn cả nhà. Quay sinh ma xì xì. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đã yêu thương. Đã yêu thương. Gia đình
gia đình, tiểu hồ, tiểu hồ, cuộc sống Trung Quốc, cuộc sống Trung Quốc. Ừ.